Xin chào tất cả mọi người, quay trở lại kênh Kỳ Đồng Mua Giá. Chúc mọi người mới thật nhiều sức khỏe, luôn thành công nha. Hôm nay mình sẽ review cá hộp, giờ mình sẽ cho lên trước nha. Mình sẽ review cho mọi người xem. Đó, đổi luôn. Này là cá mòi nha. Đó, được 4-5 miếng. Mình sẽ lấy tí nước mình trộn như thế này nha. Sáng sạch sẽ đi. Đó, mình sẽ bật bếp lên nha. Đây này, cái này là cá của Thái này, đây là chữ Thái này. Đó, toàn tiếng Thái không. Này đầu bếp bên Thái xem này. Này, nó là cá mùi hột sốt cà chua bích gân nha. Thành phần là cá mòi này, sốt cà chua này, đường này, muối iốt này. Đó, có một vài thứ thôi, rất là đơn giản nha, chỉ có cá này, nước sốt cà chua với đường với muối iốt vậy thôi, đơn giản. Đấy, không sử dụng sản phẩm khi hết hạn này, sử dụng ngay hoặc chế biến thành món khác này, với dẫn bảo quản ở nhiệt độ sau khi mở bạn nên bảo quản lạnh này. Khối lượng là 140g nha, trong đó ráo nước là 84g. Đó, sản xuất tại xuất xứ Thái Lan này, nhà sản xuất Karamboa Bua gì này, thành phố Thái Lan luôn nha. Ngày đây hạn sử dụng đây 14.500, hạn sử dụng nó là 3 năm nha. Đó, để mình sẽ đó sôi đó, mọi người thử miếng nước nha. Nước này nhìn giống như mùi màu của nước sốt cà chua bình thường không. Ăn vô nó ngọt ngọt thơm thơm béo béo nha. Thử miếng cá nữa nha. Nhìn cái cá nó làm ngon không? Cá mòi. Nhìn là giống giống cá hấp của mình này. Mọi người thử nha. Ngon. Béo cực kỳ luôn á. Vừa ăn luôn rồi. Cá mềm sụt à. Ăn vô thơm mà béo ngậy luôn. Ngon nha. Cái nước vừa luôn. Mình trộn thêm một hộp này nữa mà nước vẫn là vừa ăn cơm được luôn nha. Ngon á, mọi người mua thưởng thức ngay nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình, nhớ like đăng ký kênh cho mình nha. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong ngày mai nha.